Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh EJ đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Pokemon Battle Revolution nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này hãy để lại cho mình một like nha. Và nếu video có 1.000 like ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Pokemon Battle Revolution, một tựa game đánh nhau Pokemon cực kỳ là hay. Rồi anh em có thể click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, có thêm cái động lực để ra thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt tờ đi, mình sẽ tiếp tục vào trong đấu trường nha. Hôm nay là mình có mình định dùng Pikachu đánh nhau với một số con mới. Mình sẽ sang hòn đảo Magma đi, hoặc là cái này đi, Kautia. Rồi, challenge à, chúng ta sẽ có một vài thử thách đấy. Level thì theo mình nghĩ nên để level vừa vừa thôi, level cao quá thì có lẽ là nó sẽ hơi bị khó. Level 30. Rồi chúng ta sẽ dùng cái pass này nha anh em. Đấy, chúng ta sẽ có thể sử dụng Pikachu hoặc là Raichu hoặc là con Zapdos. Ồ, wow, nhìn có vẻ là khá hay đấy nhờ. Mình sẽ đối đầu với team nào đây? Pikachu, ôi đánh nhau với thằng Mario anh em ạ. Ta đối nhau với thằng Mario và chúng ta có thể sử dụng được cái đội hình như thế này. Nhìn cũng hay đấy anh em ạ. Ui, đẹp thế. Cái này như kiểu tòa lâu đài vậy. Đẹp thật sự luôn. Workyard Coliseum survival battle Mario anh em ạ. Can the challenger survive long enough to get a new record? Pikachu anh em ạ. They're ready to battle and are awaiting their trainer orders. Saber Ice chết rồi, Pikachu. Thunder Punch, Iron Tail là cái quẩy đuôi này. Thunder Punch thử thế nào. Tấn công, Thunder Punch. Thunder Punch tấn công. Có thua hay không? Uầy, Samurai đái luôn chứ. Khỏe thích nhờ Pikachu. Có thêm một con Raichu nữa cơ. Mình hôm nay là mình chơi 3 con điện luôn. Đó là mấy Pokemon đây. Này đấu 3 hay 3 hay là 6 đây. Finish. Oh, thua luôn à? Vãi đạn anh em ạ. À, cái này như kiểu là thử thách hay là cái gì đó anh em ạ. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể đánh thêm một nữa. À đây. Chúng ta sẽ start nào. Đây là chọn random à? Chúng ta có những con gì? Đây là random rồi anh em ạ. Mình muốn đang đấu với con Mew cơ. Rabien như là nó là toàn hệ lá thôi phải. Thế thì khó rồi. Trong khi cái set Pokemon của mình thì không có con Pokemon nào thuộc hệ lá cả. Nghe thấy không? Lên, chúng ta sẽ nhau với con Rabien. Bây giờ mình thử đấu. Ôi, con này có lửa đâu. Con hà mã. Tôi sẽ dùng một chiêu Thunder Punch. Đấm này rất khỏe. Pikachu sử dụng Thunder Punch. Ôi, thua luôn anh em ạ. Water Pulse. Ai chà chà, con hệ nước à? Con Future cho bị choáng rồi. Pikachu mất máu nhỉ? Con kia không mất máu nhỉ? Trong choáng rồi. Chết tiệt. Con Future sử dụng cái Thunder Punch được không ta? Không được luôn. Con này không bị tác dụng luôn nhỉ? Bice chịu cắn. Oh my god, đau ghê. Đau ghê, Pikachu bị cắn rồi. Khổ ghê. Chúng ta có lẽ sẽ chuyển cho Raichu lên. Nó bút cái gì vào đây nhở? Khá khó chịu. Chúng ta sẽ chuyển ngon nhé anh em. Và mình sẽ lấy Zapdos đi. Thần đấy đi anh em ơi. Thần điện đi, chim thần điện. Chim thần sấm sét chứ. Đây là một trong 3 con chim huyền thoại. Wow, Zapdos nhìn trông đẹp ghê. Mình sẽ tích cổ à? Đánh ăn thua không? Ôi, thần nó có khác anh em ạ, thần nó khỏe quá trời ạ luôn. Rồi, rất một lượng máu khá lớn. Sandstorm, Thunderbolt, Thunder. Chưa nào mạnh nhất, Protect, bảo vệ này. Thunder là khỏe hơn, 16, Thunderbolt, Thunder này anh em. Tuyệt chiêu sấm sét, Zapdos, sử dụng Thunder. Lên. Cái này không bị dính với chiêu sấm sét luôn anh em ạ. Sao nhỉ? Nhìn này, mình dùng chiếc sấm sét không được nha. Sandstorm mất một lượng máu đó, khá khó chịu nhỉ. Mình thử dùng chiêu Thunderbolt xem nào. Hiện biên nhưng không ăn thua con này hay sao nhỉ? Thunderbolt. The blue corner still can't pull. Không rồi. Mất điện đây chứ. Mình có chiêu gì khác khác không? Pokemon này, Raichu này, cho có Bonfa anh em mọi người, chúng sẽ gửi con Bonfa đây nhá. Bonfa đây, Bonfa. Bonfa là một con cũng rất lơ cái gì nhỉ? Con này con voi à? Con voi. Bonfa này, lên. Sử dụng cái Water Pulse. Mà thua không nhỉ? Wow, critical. Nhưng mà là super effective. Đỏ còn mình rất trâu chó. Mình sẽ có poison jab, có Stone Edge, earthquake, động đất. Đây, Stone này anh em ơi, tấn công. Stone đá các bạn, cho chồi đá ra. Not very effective, nghĩa là không hiệu quả. Này khỏe quá nhỉ. Mình này cần 3-4 con của mình luôn. Đá là khó chơi. Rồi, động đất đi. Động đất đâu, chắc là ok đấy. Wow, chết luôn con này anh em ạ. Đây, tay. Chết tiệt. Rồi chết đi. Hay quá. Đó là mấy con này. Chỉ một trận anh em ạ. Khá là vất vả. Finish gần một trận anh em ạ. Một vài thử thách nó khá là khó chịu, nhưng mà chúng ta vẫn thể chiến đấu được. Continue tiếp tục này anh em. Máu của mình thì nó sẽ không được hồi anh em ạ. Đau nha. Để xem mình có thể leo lên được cái tầng cao nhất, tầng bao nhiêu. Vấn đề là mình sẽ leo lên tầng cao nhất, tầng bao nhiêu đây. Cùng chờ xem. Nó khá nhiều con lạ. Nói chung là rất là nhiều cái level, rất là nhiều loại Pokemon khác nhau mà mình còn chưa biết. Có mấy con lạ lắm. Hey. County Jazz, Glowslum, Survival Battle. Trận tiếp theo này anh em. Chúng ta vẫn cho Pikachu ra trước. Pikachu. Con bọ. Con bọ này thì mình sẽ chết mất Pikachu mất nhỉ. Thunder Punch, tấn công. The blue corner makes the first attack. It didn't do anything. Không được anh em ạ, chết rồi. Tại sao vậy? Sao khi mà mình sử dụng chiêu Thunder mà không mở được luôn đấy? Tại sao? Mình mất máu rồi. Bay à? Bay thì nó sẽ dùng Iron Tail đi. Đuôi sắt đây anh em. Chắc là được đấy. Ô, chưa tấn công còn mid đấy chứ. Sand attack. Nó sẽ làm mình chậm lại nào ấy. Điều chính xác giảm đi anh em ạ. Siêu sống xét thì không giật được luôn ạ. Mà mình còn bị mất bởi Sandstorm bão cát đấy chứ. Nó chịu nhì. Đâu. Fire. Iron Tail nè. Đừng vào dại mít nhé. Ôi, đi chúng mít nhiều thế. Tiếp tục dùng Sand Attack. Con này khó chịu ghê nhỉ. Rồi thì mình dùng con thần thì mình đánh nó đi. Khó chịu, công nhận là khó chịu. Sandstone Race mất máu rất nhiều luôn ạ. Những con gái giáp đỏ. Chúng ta xem các skill của nó như thế nào. Thunder này. Thunder thì đây. Nó không ảnh hưởng tới hệ ground. Ground là hệ đất à? Có như hệ đất phải không ta? Mạnh với hệ flying. Hệ đất hay hệ gì cả? Mạnh với hệ water là nước. Yếu với electric, grass là bình thường này. Dragon, hiểu. Nitrogen là gì, cái này có đam không ta? Cái này hình như là power sẽ là 80. Và nó không ảnh hưởng đến hệ đất luôn. Đúng rồi. Protect sẽ là làm một cái lớp giáp bảo vệ đây. Đây mình có thể đọc được các cái skill của nó. Thunder cũng là như vậy. Mình sẽ cho ra con này ra thì cũng không đánh được đấy, tại vì là con kia hệ đất à. Mình muốn cho ra lắm nhưng mà con kia nó là không biết hệ đất hay côn trùng nữa, không biết hệ luôn đấy. Nó không biết hệ rất là khó đánh, vừa thần hay không nữa, nhưng mà gặp mấy con hệ đất thì coi như là đánh vô dụng luôn. Nó hóa cái con khủng long to thế. Cái đạn nó hóa cái con gì đây? Thì skill khá là dị ra. Sesto mà chúng ta sẽ dùng cái này đi. Tấn công này anh em ơi. Zapdos starts to attack. It didn't do anything. Rồi, cái effect này nó không ảnh hưởng tới cái bọn mà con này hệ đất rồi. Mình chắc chắn với anh em con này là hệ đất. Để mình tìm một cái con nào đó nó có cái hệ khắc chế hệ đất là thắng được thôi. Zapdos ơi là Zapdos. Xem nào. Con này sao ta? Có Grass này. Grass thì rất là mạnh đối với hệ đất này anh em. Ui được anh em ơi. Chịu hồi luôn, chịu hồi luôn. Thay con cây vào anh em ạ. Thay con cây cung phu à. Đó là điện này. Oh, bé xinh. Tấn công rồi. Sử dụng cái Sandstorm. Nó giảm luôn chính xác của mình xuống. Ok. Chill grass, chill hệ cỏ này. Nó sẽ rất là mạnh đối với hệ đất nha anh em. Oh, wow. Rất là mạnh đối với hệ đất. Grass thì có Energy Ball và có Solar Beam. Để mình check skill á. Thì sẽ biết ngay. Đây, check Pokemon, check skill luôn. Đây. Nào, check skill biết ngay sẽ cái nào mạnh nhất. Cái này nó sẽ power sẽ là 60 này. Energy Ball power sẽ là 80 này. Và Solar Beam power sẽ là 120 này. Đấy, dùng cái Solar Beam anh em ơi nha. Còn đợi chờ gì nữa? Solar Beam. Dragon Wrist. Rồng à? Còn đấy là thuộc hệ rồng đúng không ạ? Nó lực máu khá lớn nhưng mà con thua thì chính ra không thể di chuyển được. Khó nhỉ. Sandstone con này đánh hay ghê. Khó chịu ấy. Đây rồi, Solar Beam. Tuyệt kỹ như mặt trời luôn ạ. Wow. Hiện nguyên hình chưa? Rồi, nó sẽ được một lần hiện nguyên hình. Con này khó chịu ghê. Có một con chuồn thôi, khó phết. Nhưng mà phải dùng đúng hệ khắc thì mới ăn được nó thôi anh em. Fine. Solar Beam, Grass, Dragon Breath. Này thuộc hệ rồng rồi. Nó không phải trùng trùng, nó là rồng. Các bạn như vậy. Nó khá nhiều màu. The battle has reached its final stage. The tension is peaking. Chính xác là 100% mà. Tiếp tục dùng Sandstorm con này khó chịu thế nhờ. Được rồi anh em, mà chúng ta không thể di chuyển được. Nào đây, Energy Ball và sát thương sẽ là 100 thôi. Lại hóa. Con này khó chịu quá nhỉ. Vãi đạn luôn ạ. Energy Ball chưa tấn công đây anh em ạ. Kiểu gì nó sẽ đai không? Chúng ta sẽ phải tấn công liên tục vào người nó thì mới mong là thắng được. Đấy, đánh thử cái đầu ấy mà đơn giản. Shoulder. Tấn công nào. Dragon Breath. Mất rất nhiều máu. Được rồi. Lại sao này tấn công nhanh nhỉ? Vấn đề tấn công quá nhanh luôn ạ. Không làm gì được luôn. Chúng ta lại không thể di chuyển rồi. Khó chịu thật sự luôn ạ. Thế nhỉ? Con này sao ra? Con này đang phun máu này. Raichu phun máu. Về đi nào. Gần đây rồi. Quá khó chịu luôn. Nào là còn Yuki. Nó lại có cái này rồi. Và nó cũng sắp hết thời gian rồi anh em ạ. Càng lên cao càng khó mà anh em. Mình sẽ kiểm tra các skill của này xem như thế nào để mà biết được các cái chiêu thức của nó. Lựa chọn này, poison jab này, steel này. Chốt đắc này thì sao nhỉ? Chốt đắc thì nó ảnh hưởng tới cái hệ này thôi, không vấn đề gì cả. Vẫn có thể đa được Iron Tail, cũng sẽ ảnh hưởng nhưng mà không mạnh với hệ đất. Đúng rồi. Piston explosion 250 là nổ. Poison jab cái ground này thì hơi yếu này. Rồi mình sẽ dùng chiêu Crunch là 80, Iron Tail sẽ là 100. Nhưng Iron Tail sẽ có thể xịt tỷ lệ trúng thì có 75% thôi, mình nhớ như vậy. Nên mình sẽ dùng cái chiêu Crunch này là sẽ hợp lý nhất. Chiêu Duck. Con này, dùng con này ngay từ đầu cũng là ngon không? Con này thì mình không biết lắm. Nhím à? Bay nhảy, tinh tay tinh. Rồi, sẽ chuyển này thành con này. Mai dùng cái chiêu ghẻ lửa hắc lào này khiến mình không phải di chuyển đúng không? Có gì đâu, đơn giản. Tiếp rồi hồi máu ấy chứ. Oh my god, ngon ghê. Nó như chuẩn tí máu thôi nhở. Dùng Sandstorm. Bựa thật đấy, cái này bựa thật sự luôn, đánh mãi không thắng được. Grand nhưng mà mày chết được cưng ơi. Lần này thì mày chạy đi đâu được, chết hay lắm. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu anh nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp. Mỗi nhàn nhờ.